nè. Làm gì vậy? Kiếm con trống. Con trống hả? Dạ. Mình nhìn sao biết con trống nào không ấy? Cái đầu nó to hơn, với cái lỗ đít nó khít hơn, rồi lông đuôi nó phải 4 cộng. Đâu? Cái giò nó phải bự, phải nó 3-4 ấy lận. Đâu? Chỉ rồi, chỉ từ từ coi. Nó nhiều lắm. Đâu em? Cái giò này nó phải bự, con mái thì nó khảnh hơn. Lông đuôi này phải 4 cộng. Rồi kia khỏi nói đâu. 4 cộng trắng nè. À, 4 cộng trắng vậy đó hả? À, rồi cái gờ ghim này nó khít nữa. À. Rồi cái mặt cái đầu nó phải to. Cái đầu nó phải to với cái khuất hồng này nè. Nó ấy. Với con cu trống á là nó bắt khi ra bắt ra nó dữ lắm. Đó. Thấy không? Rồi vô là nó ấy được không? Trời ơi, bay là cô không thường đâu đó. À, em lấy cọng dây cuộn mấy cái này lại. Nhưng mà thường đã nó cỡ tuổi bị lớn rồi là nuôi được bao lâu nữa? Mười mấy năm, 20 năm. Cái gì? Cụ nó sống dài lắm. Vậy đó hả? Cái tuổi thọ nó dài lắm. Con gì? Cụ, cụ đất. Cụ đất. Như... Cụ gì? Dạ. Nhưng mà bây giờ là con bị lớn là cái tuổi nó khoảng nhiêu rồi, nó được bao nhiêu năm rồi? Nó cũng phải 3-4 năm rồi đó. Vậy đó hả? Ừ, cũng có những con ấy, cỡ này mình bắt gần về thì mình với cái giò nó nè, nó càng già cái giò nó sẽ lên đỏ với nó sẽ càng móc hơn. Ừ, anh thấy giống bồ câu người ta cái chân đó. Để đâu mà nhiều quá vậy em? Em gom của mấy người đi bảy lưới á. Bảy lưới hả? Ừ, nó có mấy con tơ này nè, mấy con tơ này nuôi nó khôn hơn nữa nè, nhưng mà mấy con tơ này nó khó lựa con trống mái. Vậy hả? Dạ. Đem quen cậu đi. Dùng nào mà nhà bảy hả? Dạ. Bảy Phụng Hiệp Hậu Giang đúng không? Dạ dạ. Bắt cách nào mà còn sống nhăn mà nhiều vậy? À, nó bảy lưới nha, nó bảy chụp á. Ban đêm hả? Ban ngày. Ban ngày. Dạ. Trên đồng lúa hả? Dạ, mấy nào mà nó ấy, mấy cái bờ mà ruộng ta cắt rồi đó, ở làm có con mồi. Có mồi nữa hả? Có mấy con chóp á, nó làm mấy con chóp. Cu mồi đúng không? Không? Ta nói được cu mồi đúng không? Cu mồi là nó cái đó là nó bẫy ấy riêng nữa. Bẫy lục. Bẫy được con trống nó xuống nó đá. Còn cái này là nó bẫy này là nó bắt luôn nguyên một đàn. Nhưng mà sử dụng mồi sao? Mồi gì mà bắt được? Nó không có dùng mồi mà nó sẽ lấy mấy con này nè, nó làm con chóp. Ừ. Mấy con nó giật. Rồi mấy con này kêu dụ mấy con kia lại rồi nó giật. Dạ. Thấy nhiều chưa? Con thấy mà đóng phim không Dương? Dạ. Là phải có tiền cát xê. Dạ. Cái này chú khởi làm, cái này là nữ chú khởi khác là tiền không, là con phải lấy lại tiền cát xê mới được nha. Cát xê con rồi đó. Dạ. Đó, cát xê con trong lòng rồi thấy chưa? Đó. Cái này làm lấy cái cây ấy lót ngang nó nữa. Lót ngang cho nó. Không được rồi Dương ơi, không được rồi, phải lấy tiền cát xê mới được.